Đối với lại bài này, các bạn sẽ thao tác với ngày. Và khi các bạn thao tác với ngày thì các bạn chú ý ở góc dưới này giùm thầy, xem cái ngày của mình có đúng kiểu chưa. Ngày của thầy đang setup là ngày, tháng, năm. Thì ở trên này các bạn gõ vô đây, nó sẽ đúng kiểu ngày. À, khi mà bạn gõ đúng kiểu ngày thì nó sẽ canh bên phải. Chỗ này mình cứ để không canh lề đi ha, không canh lề thì nó sẽ canh phải là đúng. Còn nếu như mà bạn gõ kiểu ngày vô mà nó nhảy qua bên trái là sai. Ví dụ như chỗ này mình gõ lại là 10 26 thì đây là kiểu ngày sai. Nó tự động nó canh trái, nó hiểu đây là một chuỗi. Chuỗi thì nó canh trái. Được chưa? Chúng ta đã xác định được kiểu ngày thì chúng ta có số ngày thuê. Chỗ này là tùy theo cái yêu cầu các bạn nhé. Nếu như người ta nói là vào ngày 20 mà ra ngày 20 thì cũng coi như thuê một ngày. Được chưa? Cho nên chỗ này nếu như chúng ta tính ngày thuê bằng ngày trả trừ ngày thuê thì đúng hay chưa? Ví dụ chỗ này chúng ta có, xem đúng hay chưa? Ngày 20 vào, ngày 30 trả, 10 ngày đúng không? Không, ngày thuê chúng ta phải cộng thêm 1 mới đúng. Tại vì cứ vô là tính một ngày rồi. Như vậy chúng ta đang tính là ngày thuê, số tuần, chỗ này mấy tuần? 11 ngày là mấy tuần? Số tuần chẵn á là mấy? Một tuần là 7 ngày, 2 tuần là 14 ngày. Cái này có 11 ngày thôi thì nó là có một tuần thôi. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy, có phải rằng chúng ta lấy số ngày này chia cho 7 là ra được số tuần không? Nhưng mà nếu tính như vậy á thì mình đâu có tính được số tuần chẵn đâu. Cho nên mình lấy phần nguyên thôi. Lấy phần nguyên thôi. Như vậy chỗ này để lấy được phần nguyên thì các bạn sẽ dùng hàm in. Lấy phần nguyên thôi. Và mình đóng cái số hồi nãy lại. Mình chỉ lấy phần nguyên 1 tuần, 2 tuần, 5, 3 tuần. Như vậy kết quả sau khi mình chia ra, mình thấy nó số lẻ, mình bỏ bên trong cái hàm in thì mình lấy được số tuần. Tức là mình lấy số chẵn thôi, số nguyên thôi. Như vậy 11 ngày mà đã là một tuần thì còn dư mấy ngày? 4 ngày. Vậy mình sẽ dùng một cái hàm để lấy số dư. MOD. MOD 11 này phẩy 7. Mình sẽ tính số ngày còn lại. Nếu chia cho 7 dư 4. Đó, chia cho 7 dư 4. Rồi. Như vậy mình đã có số ngày dư, số tuần. Và ở đây người ta sẽ nói nè, nếu như tiền của chúng ta đây, số tiền phải trả là bằng số tuần nhân đơn giá tuần cộng số ngày nhân đơn giá ngày. Như vậy chúng ta có đơn giá tuần ở đây, đơn giá ngày ở đây. Chúng ta bấm vô cho nó format cho mình biết cái số cho nó dễ. Bỏ hai số cuối. Như vậy đơn giá tuần là 650, đơn giá ngày là 100. Như vậy chỗ này chúng ta phải trả là bằng số tuần nhân đơn giá tuần cộng số ngày nhân đơn giá ngày. Enter. Chú ý chỗ này.
Khi chúng ta copy công thức này xuống bằng cách kéo sai. Chuyện gì sai? Ví dụ mình kiểm tra cái này. Số tuần đúng. Đơn giá tuần đúng không? Số tuần nhân đơn giá tuần sai. Số ngày nhân đơn giá ngày sai. Chỗ này đâu có đơn giá đâu, sao nhân? Vậy thì mình phải làm gì? Chỗ này 65 này nè, 650 này nè, mình phải F4. Chỗ 100.000 này nè là H2, mình phải F4. Khi mình copy công thức xuống thì cái chỗ này H2, H1 và H2 này nó không thay đổi, không thay đổi. Thì công thức của chúng ta nó sẽ đi đâu nó cũng nhân đúng cho số tuần đó, số giá tiền đó. Như vậy chúng ta có công thức ha. Đây các bạn nhìn kỹ lại công thức của chúng ta, có cố định ha. Số tuần nhân đơn giá tuần cố định lại. Số ngày nhân đơn giá ngày cố định lại. Được chưa? Và chúng ta đã có được cái phải trả. Trong này người ta yêu cầu gì thêm? Nhân đơn giá ngày. Mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền trả. Giảm 5% thì còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu phần trăm? Giảm 5. Còn lại 95%. Thì mình lấy cái kết quả này nè. Đây là kết quả mở ngoặc, đóng ngoặc, nhân cho mấy? 95% hoặc là 0.95. Đây là 95%. Enter. Như vậy khách hàng đã được giảm 5%. Khách hàng đã được giảm 5%. Nhân cho 0.95 tức là 95%. Được chưa? Rồi, khách hàng đã giảm. Tổng cộng các số ngày thuê, số tuần, số ngày lẻ và phải trả định dạng kẻ khung. Như vậy chỗ này người ta chỉ nói mình là tính sum thôi. Sum. Sum. Rồi định dạng cái bảng này. Định dạng bảng kẻ khung. Bạn muốn đẹp, muốn gì đó thì bạn sẽ kẻ thêm. Ví dụ cái khung bên này mình muốn nó khác thì mình sẽ vô. Ví dụ như là quy đổi thì các bạn có thể là tính tiền đô, tính tiền Việt thì mình sẽ tính ở đây. Như vậy chúng ta đã có được gì rồi? Kết quả. Chỗ này tại sao mà nó ra 86, 11, 9? Tại vì chỗ này nếu như người ta không cộng thêm 1, mình xem thử nào nó có ra đúng kết quả không. Người ta không cộng thêm 1 là đúng chỗ này đúng không? Chỗ này là sao 11 ta? Nếu chỗ này là in của 7 5 3 3 7 21, đúng rồi. 12 chứ. Chỗ này à, chỗ này sum tại vì mình để mốt sai, đúng rồi, sum đó. Ok, như vậy là chúng ta đã có kết quả là do tư duy của cái người làm bài mẫu là người ta không cộng thêm 1. Nhưng mà mình giả sử đi, ngày 20 vào, ngày 20 đi, không lẽ không trả tiền? Vô ở tiếng đồng hồ cũng là ở mà, đúng không? Ví dụ như vô 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều cũng là ở mà. Cho nên ở chỗ này nếu như mà tính khách sạn, tính ngày đi ngày ở thì các bạn cộng thêm 1 giúp thầy ha, nó mới chính xác. Như vậy đó là công thức của mình. Số liệu tham khảo là số này. Số liệu tham khảo là số này. 90, 11, 13. Được chưa nào? Có bạn nào muốn hỏi gì thêm ở chỗ này không? Đó.
và các bạn mở cái bài số 1 sheet 1 ra để làm lại cái bài là tính ngày thuê thuê xe cũng thuê khách sạn cũng vậy, sáng mình đi 6 giờ chiều mình trả thì mình vẫn phải trả tiền thuê một ngày, cho nên là phải cộng thêm một ở đây.